Xin chào cả nhà. Thì đây là một cái ca điều trị tràn ngang tại Dung Hồ mà mình đã giới thiệu với cả nhà trong thời gian vừa qua. Thì có một số bạn hỏi là sau khi điều trị thì nám và tràn ngang, những cái sắc tố có quay trở lại hay không? Thì nhân đây thì mình cũng trả lời với cả nhà luôn là đây là một cái ca điều trị mà 6 tháng rồi, hiện tại thì cái sắc tố và những cái đốm tàn nhang đã không quay trở lại ha. Đây là cái da khách trước khi điều trị nè cả nhà. Hai bên tàn nhang, hai bên má, vùng mũi ha. Tàn nhang rất là rõ ha. Đó, hai bên vùng má tàn nhang rất là nhiều. Rồi. Và sau 6 tháng rồi ha, thì hiện tại da rất là đẹp và những cái sắc tố hiện tại là nó không không quay trở lại. Thì cái cơ chế điều trị ở bên mình, đầu tiên là mình sẽ xử lý kỹ thuật, sau đó thì mình sẽ đào thải hết những cái độc tố cũng như là những cái sắc tố ra bên ngoài da. Sau khi đào thải thì da rất là sạch, sắc tố được thanh lọc da, và sau đó thì mình sẽ dưỡng phục hồi. Hiện tại thì da khách rất là đẹp nha cả nhà, da không hề bị mỏng yếu hay gì hết nha cả nhà, da rất là đẹp. 6 tháng rồi da vẫn rất là đẹp. Rồi cả nhà ai có những cái vấn đề về nám, về tàn nhang, về sẹo rỗ thì cứ liên hệ, yên tâm liên hệ tới Dung Hồ Yoga Beauty tại địa chỉ 1207 đường Phú Riềng Đỏ, Tân Phú, Đồng Xoài, để chúng ta được tư vấn và làm cái liệu trình điều trị nha cả nhà. Cả nhà có thể liên hệ theo số điện thoại ha, 0907 141 290, để chúng ta được tư vấn và điều trị da nha cả nhà. Xin chào cả nhà.